Tiến sĩ lên tiếng sau án phạt trụ trì chùa Ba Vàng, vụ xá lợi tóc Phật, dư luận xôn xao. Sau khi công bố hình phạt cho trụ trì của chùa Ba Vàng về vụ xá lợi tóc Đức Phật, đã rất nhiều người cảm thấy bất bình về kết quả không được như mong đợi. Văn hóa hay là tôn giáo, trước hết cần có sự ủng hộ và lòng tin của quần chúng mới tồn tại được lâu dài. Sự trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo sẽ không có cơ hội tồn tại nếu như chúng ta thực sự hiểu chân lý của chính đạo. Tiến sĩ, chuyên gia văn hóa Nguyễn Viết Chức chính thức nêu tiếng, nêu quan điểm của mình. Chỉ còn một ít ngày nữa thôi là tới Tết Nguyên Đán, Xuân Giáp Thìn. Cũng là thời gian mà diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, chào mừng năm mới theo các phong tục truyền thống. Đây cũng là thời điểm mà nhiều kẻ xấu lợi dụng lòng tin vào tín ngưỡng, tôn giáo của người dân để có những hành vi biến tướng nhằm trục lợi, lừa đảo. Trong thời gian gần đây, có nhiều vụ việc trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với hình thức ngày càng đa dạng, liên tục gia tăng với muôn hình vạn trạng. Điển hình là phải kể đến vụ việc chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày vật thể được coi là xá lợi tóc Phật. Đã có hàng vạn người dân, Phật tử kéo về chùa này để chiêm bái, đảnh lễ. Xá lợi tóc của Đức Phật, có nhiều người lại còn xúc động, rơi nước mắt, van vái, cầu xin, cúng dường trước vật thể được quảng bá là xá lợi tóc Phật này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bước đầu đã bắt đầu xác định việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái xá lợi tóc Phật là vi phạm một số quy định của pháp luật, như là nghị định về hoạt động triển lãm cũng như là luật tín ngưỡng tôn giáo. Có một số cá nhân thì liên quan đến vụ việc cũng đã phải nhận những hình thức kỷ luật rồi. Nhưng mà một điều đáng nói hơn là đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến trục lợi tín ngưỡng tôn giáo xảy ra. Cũng tại chùa Ba Vàng, chỉ vài năm về trước, hoạt động mê tín dị đoan dưới hình thức truyền bá, vòng báo oán, giải nghiệp và nhận tiền dưới hình thức công đức đã diễn ra công khai trong nhiều năm. Chia sẻ với VOV2, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng đây là một thực trạng rất đáng buồn. Rất đáng buồn bởi vì tín ngưỡng tôn giáo luôn được nhân dân ta cũng như là đảng ta tôn trọng. Tín ngưỡng tôn giáo là một phần của đời sống xã hội, của đời sống người dân. Tâm linh rất sâu sắc trong tâm khảm của con người, đó chính là đức tin. Nhưng mà lại bị trục lợi, đức tin mà bị trục lợi, trái với cả luật pháp, trái với cả đạo lý. Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng càng ngày càng gia tăng các vụ việc về trục lợi tín ngưỡng tôn giáo này. Nhưng mà điều quan trọng là nếu không được ngăn chặn kịp thời, nó sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Không chỉ ảnh hưởng tới một cá nhân, một gia đình, mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Một câu chuyện cứ tưởng như là nhỏ thôi, nhưng mà lại chuyện cái lòng tin mà bị lạm dụng thì lòng tin sẽ bị chệch hướng. Sai một ly, đi một dặm là như vậy. Cái mất lớn nhất là làm hỏng cả những điều linh thiêng trong đời sống tâm linh. Và cái hỏng thứ hai là lừa gạt, làm đảo lộn xã hội. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh. Từ hoạt động tín ngưỡng thực chất đến trục lợi tín ngưỡng là một ranh giới khá mong manh. Trong khi đó có nhiều kẻ xấu lại lợi dụng sự mong manh này để lợi dụng lòng tin của nhân dân, hoạt động trục lợi, lừa đảo với những hình thức rất tinh vi. Vì vậy, theo nhà báo Tuyết Loan ở báo Nhân dân, đây là một hành vi cần phải lên án và xử lý nghiêm, cần có chế tài mạnh mẽ hơn nữa. Trong thực tế, dù chúng ta đã có chế tài xử lý vi phạm được quy định trong luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và cao hơn là hiến pháp, một số bộ luật, nhưng mà hoạt động trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo vẫn cứ diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, lợi dụng kẽ hở và tính nhân văn trong luật pháp cũng như là chính sách về tôn giáo tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng này, chúng ta cần rất nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý.
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch đã có công văn gửi tới các địa phương yêu cầu tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Trong đó nhấn mạnh rằng, nội dung xử lý nghiêm hành vi trục lợi tín ngưỡng. Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là những yếu tố tích cực góp phần ngăn chặn những biến tướng khi mà dịp đầu xuân diễn ra nhiều lễ hội truyền thống của dân tộc. Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, có một điểm cần phải lưu ý, đó là phải đề cập những hành vi trục lợi tín ngưỡng tôn giáo trên không gian môi trường số. Và để làm được điều này, cần thiết phải có sự kết nối, phối hợp của những cơ quan quản lý. Ngoài việc phạt tiền, có lẽ chúng ta cần phải có những biện pháp kỷ luật công nghệ để ngăn chặn dọn rác trên môi trường số. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh. Một điều đáng lưu ý nữa, cùng với sự hoàn thiện về các quy định của pháp luật và sự tăng cường của các cơ quan quản lý nhà nước, về phía người dân cũng cần phải chung tay ngăn chặn tình trạng trục lợi tín ngưỡng tôn giáo. Bởi vì theo tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho hay, mỗi một người đều có quyền bày tỏ niềm tín ngưỡng của mình, tôn giáo và thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo, cũng như là tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. Sự trục lợi trong tín ngưỡng, tôn giáo sẽ không có cơ hội, chẳng có đất sống nếu như chúng ta thực sự hiểu chân lý của chính đạo. Đừng để đức tin bị lợi dụng mù quáng, bởi vì hệ lụy khôn lường sẽ đến với chính bản thân và gia đình mỗi người. Trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với hình thức ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với hình thức ngày càng tinh vi, kín đáo và khó phát hiện. Để ngăn ngừa những biến tướng này, bên cạnh việc xử lý, xử phạt quyết liệt, thì các tổ chức tôn giáo cần phải thông tin mạnh đến người dân về những hành vi trái tôn giáo, tín ngưỡng. Việc tổ chức rước, trưng bày, chiêm bái xá lợi tóc Phật mới gần đây xôn xao mạng xã hội. Theo đó thì việc tổ chức hoạt động này vi phạm một số quy định của pháp luật, như là nghị định về hoạt động triển lãm, luật tín ngưỡng, tôn giáo. Trước đó mạng xã hội còn bức xúc trước hình ảnh người đàn ông trong trang phục nhà tu hành xuất hiện trong quán bar, rồi thì ăn thịt chó, thậm chí là có người đăng tải những video có ngôn ngữ, hành xử phản cảm. Người này tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, nhưng mà sau đó đã bị xử lý về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chỉ cần tìm khóa, một từ khóa là cô đồng, bói toán trên các mạng xã hội, người dân có thể thu được hàng triệu kết quả khác nhau, muôn hình muôn vẻ, từ gieo quẻ, xem bói cho đến chữa bệnh bằng bùa ngải hay là làm lễ giải hạn. Khách hàng sẽ được kết nối trực tiếp với chủ tài khoản Zalo, Facebook hoặc là số điện thoại của thầy, xin được giới thiệu dịch vụ xem tình duyên, công danh sự nghiệp, giải vong tiền duyên, xin bùa yêu hay là bùa cầu con. Không chỉ dừng lại ở việc bói toán, các chủ tài khoản này còn kêu gọi tổ chức đi lễ cung hoán số nhằm thay đổi vận mệnh cho khách hàng. Trong đó có thể kể đến trường hợp của cô đồng đúng nhận sai cãi Trương Thị Hương ở Hải Dương. Tháng 8 năm 2023 thì cô đồng này bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn của Hải Dương khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 10 năm 2023 thì công an thuộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an thành phố Hà Nội bắt ổ nhóm chuyên gia lừa bán các bùa ngải, đồ vật tâm linh trên mạng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đóng giả cô đồng, thầy đồng, thực hiện xem bói, đe dọa vận hạn bằng cách mua các đồ vật tâm linh như là bùa chú, vật phẩm mang lại may mắn như là tiền xu, vòng gỗ, hoàng đàn, vòng tỳ hưu hoặc là nhẫn. Theo tiến sĩ Lê Thu Huyền ở Viện Nhà nước và Pháp luật cho rằng, những vi phạm có thể trục lợi tín ngưỡng tôn giáo đang vướng về mặt chính sách, cho nên việc xử phạt vẫn còn gặp khó. Để xử phạt hành vi vi phạm hành chính cần có yếu tố về lỗi. Câu chuyện ở đây là chúng ta không xác định được có lỗi hay không. Bản thân người mua sử dụng những dịch vụ tâm linh không xác minh được tính chân thật. Tuy nhiên họ có niềm tin về nguồn gốc tâm linh của những vật phẩm này. Tiến sĩ Lê Thu Huyền phân tích.
Còn theo tiến sĩ Hoàng Văn Trung, thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo khẳng định, để mà xác định một hành vi trục lợi hoặc là kiếm lợi ích đằng sau việc tổ chức thực hiện các hoạt động tôn giáo rất là khó. Bởi vì bản chất là người ta bỏ tiền ra mua các hiện vật dâng cúng tại các cơ sở tôn giáo là vấn đề tự nguyện, không có ai ép và cũng không có cam kết ngược rằng sẽ bỏ bao nhiêu tiền, đóng góp bao nhiêu thì sẽ nhận lại được chừng nào lợi ích tương ứng. Chưa kể là có nhiều hết những người tham gia những hoạt động lại khó, không khiếu kiện. Theo tiến sĩ Hoàng Văn Trung đã nêu, ở khoản 5 điều 5 tại luật tín ngưỡng tôn giáo đã nêu rõ rằng nghiêm cấm các hành vi trục lợi tín ngưỡng tôn giáo. Ở nghị định 144/2021/NĐ-CP lại quy định rõ mức phạt hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để lừa dối hoặc là gây xâm phạm đến trật tự nơi công cộng. Để đẩy mạnh việc xử lý những hành vi này, không chỉ trông chờ vào việc xử phạt nghiêm minh mà còn phụ thuộc vào việc tố giác, tố cáo, khiếu kiện của người trong cuộc, người dân. Về lâu về dài thì việc giáo dục tôn giáo cần phải đưa vào trường học ở những cấp cơ bản. Học sinh phổ thông nên học, có sự hiểu biết chung về tôn giáo, tín ngưỡng. Khi mà lên đại học thì sinh viên cũng cần phải học sâu thêm về tôn giáo, tín ngưỡng, nắm được giá trị bản chất của một vài tôn giáo lớn, cũng như là chính sách pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng, tiến sĩ Hoàng Văn Trung đề xuất.